mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu được gọi là kỳ phùng tái ngộ, tương ngộ tương phùng giữa Ngọ Khổng cùng với Trung Lạc. Không biết hôm nay thì Ngọ Khổng có thể đòi lại món nợ hay nợ càng thêm nợ. Nhìn lên chào mừng hai bóng FC Ngọ Khổng, FC Trung Lạc về tham dự vòng 1 giải bóng đá Hòa Phúc lần thứ 4 năm 2024. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước mắt chúng ta trận đấu giữa Trung Lạc với Ngọ Khổng. Trận đấu tái diễn tại giải bóng đá Ngọ Khổng Open năm 2024. Như vậy tiếng gọi trọng tài vang lên, trận đấu của chúng ta được bắt đầu. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trận thi hôm nay, sau đây tôi xin phép được giới thiệu bên phía đội hình của Ngọ Khổng. Họ ra sân với 7 cái tên quen thuộc được bố trí xuất phát trong hình. Trong khung gỗ là cái tên Hoàng Long đeo số 87, Trần Đình số 3, Quân To 20, Thành Lát Phò số 10, Ngọ Hải số 8, Ngô Tuấn 21 và cái tên cuối cùng đó chính là Ngô Hưng đeo số 12. Còn đối với Trung Lạc, cứ mỗi giải đấu thì Trung Lạc lại mang tới một thủ môn khác nhau. Ngày nay thì Trung Lạc mang tới thủ thành Thế Sơn đeo số 1, Hữu Quang 88 đội trưởng, Đức Hùng số 6, Vũ Phong 20, Vũ Thủ số 7, Văn Thăng 18 và cái tên cuối cùng đó chính là Cao Diện đeo số 99. Ngoài sân thì đó là cái tên Cường Tây Cơ đang khởi động để sẵn sàng vào sân. Người đồng mạnh danh đang vua ghế dự bị vào sân để ghi bàn. Những điều quan trọng nhất mà Cường Tây Cơ mang tới những cầu mạnh vào sân từ ghế dự bị. Tất nhiên ngày mai thì họ sẽ có một tinh thần quyết tâm cao nhất, muốn đòi lại món nợ mà Trung Lạc đã vay. Và chính Trung Lạc chính là nhà đương kim vô địch ở mùa giải Ngọ Khổng mở rộng năm 2024 sau khi vượt qua Ngô Xá trận chung kết. Hai đội đã hòa nhau trên chấm penalty, hòa nhau trong hiệp chính và Trung Lạc thắng Ngô Thổ trên chấm penalty. Nguyễn Quang không được. Ngày mai thì Nguyễn Quang cũng đã quay trở lại xuất hiện ở vị trí hậu vệ biên phải. Trận đấu ngày đó thì Nguyễn Quang không xuất hiện trong đội hình chính thức ở trận chung kết. Anh bận đi công tác tại Quảng Ninh và qua đó cũng mất đi danh hiệu găng tay vàng. Nguyễn Quang chưa được. Cả hai đang có sự nhập cuộc hấp tấp để bước vào hiệp thi đấu đầu tiên này. Nhưng hôm nay thì Trung Lạc chỉ mang tới một cầu thủ dự bị duy nhất mà thôi, đó là Cường Tài Cơ. Còn với Ngọ Khổng, với sự quyết tâm khát khao, đội bóng đỏ đã mang tới 12 cầu thủ dự bị ngoài sân sẵn sàng vào sân để thi đấu. Hai trọng tài điều chính ở trận đấu hôm nay đó là trọng tài Tâm Ca Ca và trọng tài Hữu Ngọc thuộc ban trọng tài bóng đá phong trào Yên Phong, ban trọng tài điều khiển chính thức cho một giải năm nay. Sẽ có một pha đá phạt được tạo ra và người đứng trước tình huống đá phạt này đó là cái tên Vũ Phong. Đá phạt nhanh không được, Tuyến này cơ hội
Vũ Phong đã quyết định thực hiện một tình huống đá phạt nhanh nhưng không thành công. Ngày hôm nay đang chơi vị trí vệ bên phía đội bóng áo xanh, đó là cái tên Cao Diện. Và một khán giả cũng rất biệt bên phía bóng trung lạc, đó là cái tên Chí Quảng Lùm. Coi không à! Đức Hùng đã có cơ hội mở bàn thắng đầu tiên trong trận thi đấu này. Nhưng rõ ràng nó là pha ra chân chưa tốt đến từ cái tên Đức Hùng. Khi tôi còn đang nhắc về cái tên Chí Quảng Lùm, người hùng của một đội bóng trung lạc tại rất nhiều những giải đấu mà anh tham dự. Nhưng đây là một giải đấu mà chúng ta sẽ không có ngoại bình. Thành Radford, Marcus Radford không được. Giải đấu mà 23 đội bóng, cao thủ đều đến từ một thôn làng hoặc một khu phố mà thôi. Còn dư biện đại diện Mobile, thì đội bóng này sẽ cần phải đăng ký đội hình với 20 cầu thủ đều cùng trong một công ty Mobile. Trận đấu vừa kết thúc thì Mobile để thua trước bóng chủ nhà với tỷ số là 1-3. Ở đó thì nó khiến cho cánh cửa bước tiếp vào vòng thi đấu 16 đội của Mobile nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi mà Mẫn Xá sẽ đối đầu với ấp mới ở trận thiếu cuối cùng ở bảng A. Bây giờ thì Mobile đang có số âm 1, dù rằng đã được 3 điểm. Và có một trường hợp xảy ra là rất có thể ba đội bóng sẽ có được 3 điểm. Lúc đó chúng ta sẽ phải tính toán tới hệ số bàn thắng, rồi bàn thắng, bàn thua, cuối cùng là thẻ phạt. Ngọ Hải, tình huống vào nỗi đến từ các tên Ngọ Hải trước Vũ Phong. Trung Đàm vẫn được mạnh giành đồng vua đấu cúp ở mảnh đất Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh. Ở mùa giải ngoái thì Trung Đạc không có mặt, nhưng mùa giải này thì đại diện này đã có mặt. Những cái tên như Thân Thượng, Chính Trung, đây cũng là ba đại diện thuộc mảnh đất Yên Trung có mặt, được đánh giá rất cao. Nhưng Thân Thượng để thua trước đại diện đến từ mảnh đất Đông Tiến đã đấu cách với tỷ số 1-3. Dù rằng Hồng Sơn là người đã bảo điểm bằng một siêu phẩm. Trận đấu quý vị và các bạn theo dõi được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên đường sóng fanpage BKV Anh Hùng. Và đây cũng là một trang fanpage được đồng hành cùng với giải đấu quay phát 100%. Không được. Cả mày quá bất ngờ khi mà các thủ biên phía bóng Trung Đạc đang phải chơi bóng dài. Trong năm 2023 thì Trung Đạc cũng thường xuyên được ngôi vô địch. Và dẻo đó thì người ta thường nhắc đến cái tên Tá Thế. Không biết Nguyễn Tá Thế có mặt chính sóng mai hay không, người hùng của Trung Đạc để mang về hai chiếc cúp tại mảnh đất Trang Liệt cũng như là Ngô Xá. Một trung vệ kề cựu sinh năm 1984. Rõ ràng với những giải đấu được diễn ra liên tục như thế này, nó sẽ giúp cho nền bóng đá của Châu Minh Hiệp Hòa nói riêng và các bóng đến từ mảnh đất rất nguy hiểm như vậy. Tỷ số là 1-0, người ghi bàn là cái tên quen thuộc Vũ Thổ. Pha sút xa đẹp bắt để giúp cho Vũ Thổ có được bàn thắng mở điểm. Anh mở tài khoản bằng một siêu phẩm cho giải đấu năm nay. Không kém gì một người bạn của Vũ Thổ là Hồng Sơn, cùng học chung một khóa K3 của trường Trung học Phổ thông Yên Phong số 2. Có lẽ là Hồng Sơn gọi thì Vũ Thủ đã trả lời. Hai linh hồn trong cách chơi của đội bóng Trung Lạc cũng như là Thân Thượng. Nhưng nó là một tình huống diệm mà Vũ Thủ không cần quá nhiều đà. Ngày hôm nay khi mà Thế Sơn thi đấu vị trí thủ môn, nhưng rõ ràng đội bóng đỏ chưa thể tạo ra nhiều lực về thủ môn này. Một thủ môn thứ 5 của bóng Trung Lạc gõ mặt. Những Nguyễn Quang, Tiến Thành, rồi Cường Tiger, và bây giờ là Thế Sơn. Mỗi giải đấu một thủ môn, mảnh đất sản sinh ra thủ môn, nhưng cứ thủ môn nào bắt là kiểu gì cũng có hai này.
trước đó là cái tên Tiến Thành và Quang Trung Đạt nữa. Rồi cơ, không được. Đây là Phú Phòng, Hùng ra đi, không được. Một trận áp đảo đang nghiêng về Trung Đạt. Họ đang tổ chức những tiểu tấn công đơn giản nhưng quan trọng hiệu quả. Và đôi khi các tình huống dứt điểm từ xa cũng được coi là vũ khí lợi hại được Trung Đạt mang tới trận cầu ngày hôm nay. Bóng tình huống đá biên nối của cái tên Vũ Phong. Chúng ta hiểu rằng là một dạng này chúng ta đá biên phải đúng vạch, cũng như là chế bóng thì chúng ta biết rồi, không được ở trong tình trạng động mà cần phải tĩnh. Không được. Bóng trên của cầu thủ Ngọc Hồng. Đường truyền tiến triển đã bị bắt bài. Tôi không biết ai làm áo trọng khổng, áo đỏ, in số đen, rất khó nhìn. Đặc biệt thiếu ở một khung giờ tối như thế này. Nó giống như hai màu tương phản. Sẽ có một phá phạt dành tặng cho Trung Lạc. Người đứng trước pha phạt là cái tên Vũ Thủ. Cơ hội không vào. Một pha đá phạt được các cầu thủ bên phía bóng Trung Lạc tập rất nhiều lần. Nhưng lần này thì cái tên Vũ Phòng đã có thể diểm trúng đích. Một tư thế không bị đá thôi kèm. Vũ Phòng đã có một trận đấu mà tôi nhất đó là trận chung kết. Gặp các cầu thủ đội bóng Văn Môn 2 tại giải Phú Xá. Hồi cuối năm. Anh thi đấu trong áo của Yên Trung. Và cầu thủ này đã có một trận đấu cơ khai bắt chết cái tên Nghiêm Quang. Không có một trận cầu lý tưởng, nhưng rõ ràng các tình huống mà cá nhân Vũ Phong di chuyển không bóng được coi tốt nhất của cầu thủ này. Thành đát phò không được. Anh ơi, số 6 Ngọc Hồng tên gì nhỉ? Số 6 anh trên... chị. Ừ. Sẽ là một tiếng phạt góc dành cho đội bóng áo xanh. Lúc này thì thời lượng kiểm soát đối với cầu thủ chỉ là 40%, rất điểm, rất nguy hiểm. Vẫn là cái tên Vũ Phòng, người đã có một tình huống thoát đi ở vị trí cột hai, sau đó cá nhân cầu này tung ra một pha đá để bắt nhưng không thành công. Đây là lần thứ hai mà Vũ Phòng dứt điểm. Cũng tương tự trong một tiếng đá phạt thì Vũ Phòng xuất hiện như từ dưới đất chui lên trong một vị trí mà cầu thủ áo đỏ không theo kèm. Vũ Phòng, Văn Hải chưa được. Hải đã có sự vội vàng, nó khiến cho anh không thể thực hiện đường truyền tốt. Vũ Thủ. Ngay tức thì Vũ Thủ đã lựa chọn cho mình một giải pháp dứt điểm từ xa. Khi mà những cái tên như Hùng Chuột không di chuyển. Họ một tư thế thuận lợi. Nhiệm vụ của Vũ Phòng là dâng cao, thiếu không khác gì một cầu thủ tiền vệ trung tâm cả. Cơ hội chưa thành công. Ngọc Hải. Đấu chuyển hay, thành đất vò, không được. Nguyễn Quang đã xuyên kịp thời. Không phải, đó là tình huống phá bóng của cái tên Cao Diện. Cầu thủ mới được trình làng trong áo KFC Trung Lạc trong năm 2024. Cùng với đó là Văn Thăng. Những gương mặt còn rất mới. Với việc có bàn thắng đến sớm, nhưng lúc này Trung Đạt vẫn đang chơi một thế trận rất chậm rãi. Thành Rát Phò. Quân Tỏ. Không được. Rất nguy hiểm.
Đó là một tình huống mà Thủ Thành Hoàng Long đã chơi thật sự là cảnh giác trước chạm bóng đầy nhạy cảm đến từ cầu thủ bên phía FC Trung Lạc. Cao Diện, Vũ Thủ chuyển bóng cho cái tên Nguyễn Quang. Nguyễn Quang đã có bóng, anh đang đợi chờ cầu thủ áo xanh di chuyển. Không được. Lần này thì đội chuyển bóng của Nguyễn Quang đã bị trung vệ bên phía đội bóng áo đỏ đọc bài tốt. Vũ Thủ, vẫn là Vũ Thủ. Không được, phản công nhanh dành cho Hoàng Hồng. Nguyễn Quang còn rất khỏe. Nguyễn Quang, Nguyễn Quang. Ngoài đá bóng ra thì Nguyễn Quang còn là một gamer. Anh rất dồi dào về mặt thể lực. Hoàng Hồng họ cần phải có những trận thiếu như này để rút ra những bài học về kinh nghiệm. Bóng đá là những sự giao thoa, tích lũy để giúp cho mảnh đất Châu Minh nói riêng và miền đất Hiệp Hòa nói chung có thể kết nối với những đại diện được coi là đang rất phát triển ở mảnh đất Nghiên Phong. Nhưng mùa giải gần nhất thì các tên Ngọc Hiến đã lên ngôi vị một cách xứng đáng sau khi đánh bại Đông Trước. Hai đại diện của Hiệp Hòa đã gặp nhau. Còn hai bóng tranh cái bài tư đó là Thần Thượng cùng với Tiên Trà. Thần Thượng thì cá đích ở vị trí thứ tư. Còn với Tiên Trà họ đã giành vị trí thứ ba chung cuộc. Nguyễn Quang, bóng ở chân của Cao Diện. Ngọc Hồng đã có hiểu với đội bóng Trung Lạc nên họ không vội vàng chơi tấn công một cách mãnh liệt. Qua đó thì đội bóng này vẫn đang chơi rình rập, chơi nồi sâu. Việc tấn công Trung Lạc sau đó nộ ra những khoảng trống chết người hoàn toàn sẽ khiến cho đội bóng Ngọc Hồng rơi vào thế bị động và giúp cho cách biệt sẽ được nới lên rộng hơn. Người đứng trước phá này tiếp tục là cái tên Vũ Thủ, người anh em cùng với Vũ Phong, hai anh em cùng với một gia đình. Sẽ có tình huống đá phạt góc sau khi bóng chạm tay Hoàng Long đi ra ngoài. Những khán giả chủ nhà cũng đang cổ vũ rất nhiệt thành đối với người hàng xóm mùa nào của mình, đó là Ngọc Hồng. Nhưng dường như họ vẫn chưa được gieo mừng một lần, chỉ là một tình huống dứt điểm thôi. Ngọc Hồng vẫn chưa thể làm được. Kỳ đây cũng đã là phút thi đấu thứ 16 rồi, hơn 1/2 thời gian hiệp thiếu đầu tiên đã trôi qua. Một bàn không phải là một cái biệt quá lớn, nhưng điều quan trọng nhất lúc này, cái thứ mà Ngọc Hồng mang tới trận cầu ngày hôm nay là chưa tốt, thành đát phỏ. Nguyễn Quang đã tinh tế hơn trong một pha đọc bài, khiến cho thành đát phỏ trở nên vô hại. Ngọ Hải, ngay lập tức thì thành đát phỏ đã gặp khó. Bóng chân của thành đát phỏ không được. Các pha chuyền bóng bàn bật phù hợp của Khổng đang trở nên cực kỳ là dễ bắt bài. Sút xa không vào. Người dứt điểm dường như đó là cái tên Vũ Thủ. Vũ Thủ rất tích cực sút xa, đặc biệt khi cầu thủ này đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Anh đang có được sự tự tin nhất định. Đây là một cầu thủ có khả năng dứt điểm bằng cả hai chân. Tiếp tục, Ngọ Hải. Ngoài sân dù rằng Cường Tây Cơ đang ở vị trí dự bị nhưng đang nói rất nhiều. Đã dự bị thì thôi, còn đang chỉ đạo cầu chính thức đó là cái tên Văn Thăng thiếu một cách nhiệt huyết hơn. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Cường Tây Cơ vào sân phút thứ bao nhiêu rồi. Tôi tin rằng Cường Tây Cơ vào sân phút thiếu 59. Thế Sơn không được. Đây rồi, Hùng Jerry. Thế Sơn
Một pha phất bóng rất dài của Thế Thuận nhưng không dành cho Mora cả. Ngọc Hải thành đát phỏ. Vẫn chưa những có những pha phù hợp được coi hoàn hảo bên phía Ngọc Hồng. Những Ngọc Hải rồi thành đát phỏ. Đang mất đi sự liên lạc thường thấy của mình. Vũ Thủ. Tuyến giữa đang là hoàn toàn sự chủ động bên phía bóng trung lạc. Vâng, cứ đưa bóng như thế này thì rất khó để mang về những cột. Tất nhiên những pha phạt bóng cứ như vừa rồi, lợi thế sẽ thuộc về thủ môn bên phía trung lạc. Cao Diện. Cao Diện đã có thực hiện một pha bấm bóng vào phía sâu cung thành của đối phương. Sau đó những cái tên như Vũ Thủ, Văn Thằng di chuyển để chạy cắt mặt. Ý đồ là rất hợp lý. Nhưng đáng tiếc được chuyền vừa rồi nó không thể đến được vị trí mà cái tên Vũ Thủ di chuyển. Có lẽ ngoài sân bên phía bóng hồng họ cần phải có những chiến thuật hợp lý hơn. Đến với những phút thiếu còn lại. Vũ Thủ rất tới hình. Bóng ai không ai. Tình huống mở về cánh trái hướng tấn công bên phía góc cổng đã có tình huống đi bóng. Đại đại đó là cái tên Trần Linh. Nhưng rất may đồng đội của Vũ Thủ đã không thể kết liễu bằng pha diệp cận thành. Khi đó thì thủ môn Hoàng Long là người đã sửa sai cho người đồng đội của mình. Rất đáng tiếc. Vũ Thủ đã chơi đều rồi để có đường truyền tinh tế. Hùng Jerry chưa được. Bóng tiếp tục đi chơi của Hùng Jerry. Đức Hùng lại vấp chân mất rồi. Vũ Thủ đang có bóng. Không có lỗi. Các tiểu đi bóng của bóng đỏ dường như hướng cho bóng về vị trí của cái tên Thành Lát Phò. Những cá nhân cầu thủ đội số 10 này đang cảm thấy rất cô độc. Anh đang phải di chuyển không bóng rất nhiều trong xuyên suốt quãng thời gian 2/3 hiệp 1. Đức Hùng. Không được. Thành đát vỏ. Đây rồi, ngõ hai. Ngọc Hải đã không thể chiến thắng được pha trực tiếp tới đôi trước thủ bên phía đội bóng áo xanh. Rất đáng tiếc. Người đã tác động đó là cái tên Vũ Phong. Vũ Phong đầy kinh nghiệm. Đây là một tổ sinh năm 2000 thôi. Nhưng đã có rất nhiều năm tháng thi đấu trong máu đội 1 của FC Trung Lạc. Khá nguy hiểm. Bóng rất sâu về phía trong cung thành của thủ môn Hoàng Long. Khi mà cái tên Cao Diện cũng đã di chuyển. Thế Sơn lại được nhắc tên. Hôm nay là một ngày làm việc được coi là nhàn hạ bậc nhất của Thế Sơn. Không phải làm việc quá nhiều. Các cầu thủ phòng ngự như Cao Diện, Nguyễn Quang, Vũ Phong đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cùng với đó tuyến giữa đã được đảm bảo bằng cái tên Vũ Thủ. Và nó giúp cho cái tên Thế Sơn đang có một ngày làm việc thật sự là nhàn hạ. Anh chưa phải bóng một tiếng nào được coi là nguy hiểm. Thành đát phò. Ngọ Hải. Bóng ai hợp lý. Nhưng làm gì ở phương án tiếp theo mới là vấn đề. Không được. Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về Ngọ Hải trận thiếu hôm nay. Bóng đi ra ngoài. Rất đáng tiếc. Một cú chạm chân ở tầm thấp. Tầm chơi bóng. Và nó khiến cho trận đấu đã đi quá cao so với cầu môn cung thành của đối phương. Dù rằng cách biệt chỉ là một bàn thôi. Nhưng những khán giả, những cổ động viên chứng kiến một cầu khổng tiếng như này thì rất khó để giúp cho đấu này có được bàn thắng gỡ hòa.
nếu như cứ duy trì một cách chơi thật sự là đơn điệu cũng như là uể oải, họ cần phải khác hơn từ những pha lên bóng tấn công. Lúc này thì Hồng đang thực hiện rất nhiều những điều chuyển sai. Số thống kê của máy tính cho ra trong số 150 đường truyền của Hồng, họ sai tới 78 lần, gần gấp đôi số đường truyền. Rất chủ động của Phú Phòng, không được người can thiệp, đó là cái tên Quân Tỏ. Đổi cánh hợp lý, Vũ Phong. Đường truyền tốt, Đức Hùng. Bàn bật hai, Vũ Phong khoảng trống xuất hiện. Vũ Phong chưa thể dứt điểm. Ngay lập tức thì có tới rất nhiều các tổ đỏ đã can thiệp khi mà khoảng trống của Phong đã bị bịt kín. Không cần đâu. Như vậy thì một cầu thủ áo xanh đã bị đau. Chúng đạt hưởng một tiếng đá phạt. Người đứng trước pha đá phạt này đó là cái tên Vũ Phong. Và như vậy thì cái tên Văn Thăng đã có thể tiếp tục thiếu trở lại. Còn phải có sự tính toán trong pha đá phạt cố định này. Tà Long không được. Văn Thăng đã có cơ hội để nhiều đội cách biệt dành cho Trung Đan nhưng không thành công. Tiếp tục là cầu thủ xanh đang có bóng. Đức Hùng. Dường như cầu thủ ở bên phía bóng hồng họ đang có sự dè chừng. Có lẽ sau chức vô địch mà Trung Đan làm được tại miền đất Gò Không. Lúc này đội áo đỏ đã có sự tôn trọng nhất định với các thủ Trung Lạc, nhưng đôi khi sự dè chừng, mất tự tin nó sẽ khiến cho sức chiến đấu bên phía Gò Không bị suy giảm đi trông thấy. Bộ môn thể thao vua là một trái bóng tròn, chúng ta sẽ phải thiếu quyết tâm cùng với nó sự khát khao nữa để có thể mang về những chiến thắng cũng như là một trận hòa thôi, được coi là sự ra quân thuận lợi dành cho Gò Không ở trận thứ hôm nay. Chế chân tốt. Sự áp sát đến từ cái tên Vũ Thủ nó khiến cho cầu thủ số 20 bên phía bóng áo đỏ gặp khó khăn trong một tình huống phá bóng. Quân Tỏ. Đang là phút thi đấu thứ 28. Đấy rồi, cơ hội thành lát phò. Không được, Vũ Phong vẫn nhanh hơn một nhịp. Vẫn là Vũ Phong. Vũ Phong đang lên công với thủ Quân Tỏ. Đường truyền không thể đến được vị trí của cái tên Thành Radford. Tiếp tục là pha phòng ngự rất tốt đến từ cái tên Cao Diện. Nguyễn Quang. Không được. Tôi nói rồi, các tình huống chuyền bóng sai lầm đến từ Ngọ Khổng, họ cần phải lược bỏ bớt đi. Chuẩn xác thôi. Bóng đá là một trò chơi đơn giản, nhưng để thiếu đơn giản không phải là điều dễ dàng. Với Gò Không bây giờ họ cần phải chuyền bóng một cách thật sự chuẩn xác. Cố không à? Cố đã đến đây rồi, thằng Radford.
là một đều rất bất ngờ. Vâng, không thể tin được, đúng là bóng đá như trò ma. Trước đó Thiệu Khổng đã bị chơi nét vế, nhưng rồi bây giờ Sành đã vào có pha điểm chút đầu tiên và đã mang về bàn thắng hòa một đều. Một đòn phản công mẫu mực. Cao Diện là người đá mắc lỗi trong tình huống vừa rồi. Không thể tin được khi mà Khổng có bàn thắng hòa. Và người ghi bàn không khác chính là cái tên Thành Lafor. Pha điểm trúng đích đầu tiên. Và đây cũng là pha điểm thứ hai mà Khổng mang tới trận cầu này. Phút tổ xuất ra. Suýt chút nữa thì niềm vui gắn chờ đại gang dành cho Ngọc Khổng. Bàn thắng ghi ở phút thiếu thứ 28. Ngoài sân thì vẫn còn thủ môn Tiến Thành đang khởi động để thay thế cái tên Thế Sơn. Và với bàn thắng này thì tất nhiên đội bóng áo đỏ họ sẽ lại được trợ thông tin vốn có của mình. Đây rồi. Không được. Phải bóng chưa tốt đến từ cái tên Ngô Tuấn. Và bây giờ thì Khổng đang có được nguồn cổ động rất khi thế bên ngoài sân. Đường phản công tiếp theo dành cho Ngọc Hồng. Thành Radford. Tình huống vào trúng bóng. Trọng tài Hiếu Ngọc đã đứng ở vị trí rất gần để quan sát. Pha bóng mắc thủ bên phía Khổng đá trọng trai chắn. Nhưng tất nhiên tình huống mà có thủ bên phía bóng áo xanh cũng đã vào trúng bóng. 2 phút bù giờ dành cho hiệp 2. Hiệp 2 sẽ chỉ có 2 phút thôi. Vũ Phong là người đứng trước tình huống đá bên này. Có một thế trận không tốt, nhưng rõ ràng Khổng đã có được điều mình cần. Đó là bàn thắng cơ hòa một đều. Bàn thắng ghi ở phút thiếu thứ 28 do công của Thành Radford. Trận đấu sẽ chỉ có 2 phút bù giờ thôi. Để khép lại một Vũ Phong. Như vậy sẽ có pha đá biên dành cho Trung Lạc. Đường chuyền vào chưa thành công. Xoáng thành công. Tiếp tục Cao Diện. Xíu chút nữa thì đội bóng đỏ lại có một pha phản công mẫu mực. Nguyễn Quang. Thế Sơn đã giải vây an toàn trong một tình huống pha bóng. Hiệp 1 sẽ chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Giữa các đội Hà Nội sẽ bước vào quãng thời gian nghỉ diệp với tỷ số hòa một đều. Bóng thành công đến từ Trần Đình. Trần Đình bắt đầu đang giả võ rồi. Đây rồi, Đức Hùng chưa được. Hãy hạn chế các tình huống phong bóng kinh như vừa rồi thôi. Tôi biết Trần Đình đây là cũng là một náo tướng ngoài U30 rồi. Với việc tiếp đất kinh như vừa rồi, nó rất dễ gây ra những chấn thương. Khi mà bây giờ xương giòn, gân thì không được mềm nữa. Khá nguy hiểm. Và như vậy đúng lúc này tiếng còi trọng tài vang lên, nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Ngọc Hồng và Trung Lạc, tỷ số hòa 1 đều. Chúng ta sẽ bước vào quãng thời gian nghỉ giữa hiệp.
thay làm cái gì? Anh Thành mà làm tí không phải anh bằng quân bạc tí à? Không phải đá đánh đội ấy đá thì chúng coi đánh bằng chơi xưa rồi thay bao nhiêu tiền vậy? Anh đang suốt ngày gì rồi? Anh ơi, giờ sân anh ơi. Anh ơi. Em ơi. Vâng, xin mời huấn luyện viên bên phía Ngọc Hồng ta cũng rời khỏi sân bãi để đến với trận hiệp 2 của đấu giữa Ngọc Hồng và Trung Lạc. Sau khi mà các tiền thành Bắc Phong đã có bất ngờ bàn thắng cơ hòa 1 đều. Và bước hiệp 2 này tất nhiên Ngọc Hồng sẽ là bóng có tới mỹ tôn, nhưng trước khi họ cần phải vượt qua được bức tường mang tên Trung Lạc để nghĩ về một kết quả có lợi. Như vậy tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu của chúng ta được bắt đầu trong hiệp 2 này, để tiền cho quý vị và các bạn theo dõi trong chương mục Áo Xanh Quần Xanh. Bảo vệ cũng thành bên phía tay phải thiếu nhìn của quý vị và các bạn, đó là FC Trung Lạc. Hiệp 2 này họ cũng có sự thay người khi mà cái tên Văn Thăng rời sân, vào sân đó là Cường Tiger, cầu thủ số 4, người sẽ chơi chám về vị trí tiền đạo mà cái tên Văn Thăng bỏ lại. Khi mà có tên Cường Tiger, rõ ràng những pha lấy bóng bên phía Trung Lạc họ sẽ có phần hiệu quả hơn, rất nguy hiểm. Đứa cùng đã có pha dứt điểm đưa cho bóng đi ra ngoài. Một pha dứt điểm có phần hơi với của đứa cùng. Cội đầu tiên đã thuộc về Trung Lạc. Đoạt bóng tốt. Vũ Thủ. Vũ Thủ chính là tác giả bàn thắng mở điểm với một siêu phẩm. Ở giữa sân. Được chuyền ra. Đây rồi, Cao Diện sút xa. Không được. Phản công. Đó đánh được coi là tốt nhất bên phía cổng đang phát huy tác dụng. Thành Bradford. Thành Bradford đã chạy bóng nhưng không thể đưa vào một tuyến thuận nhất. Quân Tỏ. Trọng tài cho rằng đó là một tình huống không phạm lỗi. Ngày mai chúng ta sẽ có hai bài như vậy, các bài cũng cần phải hết sức để ý các tình huống va chạm. Còn anh bắt một ngày ba trận nó khiến cho trọng tài cũng bị suy giảm về mặt thể lực cũng như là thể lực. Vũ Thủ. Vẫn là Vũ Thủ, đường chuyền ra không được. Khá khó khăn. Thành Bradford. Thành Bradford đối đầu với Văn Quang rất kinh nghiệm. Nối đẩy sau. Người phạm lỗi đó dường như là cái tên Ngọ Hải. Quần To sẽ người thực hiện phạt đá vào này. Trong hiệp 2 này thì bên phía đội bóng áo đỏ vẫn chưa có bất cứ một thay đổi người nào. Huấn luyện viên bên phía bóng áo đỏ vẫn đang kiên trì cách xây dựng đội hình phòng ngự phản công. Người ta đợi chờ Quân To sẽ ghi bàn trong một phát đá phạt này. Quân To không được. Quá khó với tình huống đá phạt như vừa rồi mà Quân To thực hiện. Cường Tiger vào sân, rõ ràng là bóng áo xanh họ sẽ chơi nhiều các tình huống bóng dài hơn với khả năng cai đe đàn tường. Đánh đầu rất nguy hiểm. Thế Sơn đã có pha ra vào đầy hợp lý. Đánh đầu không à. Người dứt điểm dường như đó là cái tên Thành Lát Bò. Và tài năng của thủ thành thứ 5 bên phía FC Trung Lạc đã cứu thua trực tiếp trong tiếng vừa rồi. Sút xa không được. Chúng ta nói về tình huống mà bóng đỏ được thực hiện một pha đá biên. Sau đó bóng cho phía trong nơi mà cái tên Thành Lát Bò xuất hiện. Ngay tức thì cá nhân cầu thủ số 10 bên phía góc phòng đã có một tiếng gật đầu. Nhưng đáng tiếc nó đi đúng vào vị trí mà cái tên Thế Sơn lựa chọn. Không
Không ai theo kèm thành Rashford. Ngọ Tuấn cũng có một tình huống can thiệp dứt điểm bằng chân, nhưng trong một thế chơi với, anh không thể đem về bàn thắng dành cho Ngọ Khổng. Trước khi mà Trung Lạc bị gỡ hòa, họ thiếu cực kỳ áp đảo. Nhưng còn bây giờ thì Ngọ Khổng đang chơi song phẳng. Cường Tiger. Khi mà các tên từng Cường Tiger vào sân, rõ ràng là Trần Đình sẽ phải vất vả hơn rất nhiều với những gì mà Văn Tăng thể hiện. Một không khí thật sự là tươi mát trên sườn đi ấp mới địa chỉ Tòa Đạc tại Cò Phúc. Không được. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến với những cặp thi đấu của các bảng BCD. Mỗi ngày chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn 3 trận đấu ở vòng bảng. Chúng ta sẽ kết thúc 8 trận, vâng, đúng là 8 ngày. 24 trận đấu của vòng bảng được diễn ra. Như vậy ngày mai thì cặp thi đấu của Tiên Trà, Mai Động sẽ thiếu trước của bảng C. Bảng B là Thống Nhất và Ngô Xá. Còn bảng D đó là cuộc đầu giữa Ô Cách và Vũ Đông. Rất mong quý vị và các bạn, đặc biệt những khán giả của Ngọ Phúc, sẽ cùng bớt chút thời gian đến với sân bóng góc mới để cùng theo dõi, cổ vũ, thưởng thức. Đây rồi. Ngô Tuấn không được. Tình huống chơi bóng có phần vội vàng của Ngô Tuấn. Tiger! Đó là giá trị của Tiger. Song chuyền kiến tạo đến từ Hùng ra đi. Một pha mất bóng đầy tai hại của Khổng. Đó là phải trả giá bằng bàn thua thứ hai. Và người lập công đó là Cường Tiger. Vâng, rất có thể ngày mai Facebook sẽ nổi loạn. Cường Tiger sẽ cất video. Tôi dự đoán Cường Tiger xuất hiện là phút 59 nhưng không. Cầu thủ ngay tức đã xuất hiện là phút tiếng đầu tiên trong hiệp 2. Thế cái tên Văn Thăng. Trần Ninh đã làm việc không tốt để cho Hùng ra đi đỡ bước một rất thoải mái. Rồi anh thực hiện đường chuyền kiến tạo dành cho cái tên Cường Tiger để giúp cho cầu thủ số 4 này điền thêm mình đi bàn điện tử. Rất nguy hiểm. Vừa rồi thì Ngọc Hồng đã được cơ hội để có bàn thắng gỗ à. Người dứt điểm dính như đó là cái tên Quân To. Sẽ có pha phát góc tiếp theo dành cho đội bóng áo đỏ. Khi mà tôi còn đang làm công tác thay người. Ngoài sân thấy cái tên Trần Phú đang khởi động. Cú sút không vào. Vẫn là cái tên Quân To. Quân To đã diễm bóng khẽ chạm vào một cầu thủ xanh đi ra ngoài. Rất đáng tiếc. Quang Trung Đạc là người đã có một pha phòng ngự hay. Không được. Trọng tài thay người. Ngọ Khổng có sự thay người. Xoay mốt. Ngô Tuấn rời sân. Vào sân là Trần Phú. Ở ngoài sân thì Tiến Thành đang khởi động. Rất lâu rồi chúng ta chưa thấy sự xuất hiện đến từ các tên Tiến Thành. Còn đặc biệt hơn là thi đấu ở vị trí tiền đạo. Người bắt ngôn sẽ là cái tên Thế Sơn. Hùng Seri. Đây là Vũ Thủ. Vẫn là Vũ Thủ. Nguyễn Quang đang di chuyển. Nguyễn Quang đã hơi chậm một nhịp để đưa ra một pha căng ngang. Pha thứ hai của Vũ Thủ. Như vậy trọng tài xác định bóng chạm tay khi mà Trung Lạc có được bàn thắng thứ hai. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên khá cao. Nếu như có sự may mắn hơn, rất có thể Ngọ Khổng là người đã có được bàn thắng thứ hai.
với va diễm của những cái tên như Quân Tòa, Thành Radford. Sự xuất sắc của Thành Thế Sơn cũng như sự già dơ kinh nghiệm, những pha chọn chỗ thông minh đến từ Nguyễn Quang, nó giúp cho mảnh lưới của Trung Lạc chỉ duy một lần duy nhất trong hiệp một mà thôi. Qua người tốt, Vũ Phong không được. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Trần Phú, nhưng ngay tức đó là một pha chuyền bóng vào vị trí của đối phương. Trần Phú mất bóng nguy hiểm, Cường Tài cơ. Ngay tức thì Thành Hoàng Đình cũng đã tiếp viện với tình huống chạm bóng không tốt của cái tên Trần Phú. Đúng rồi, là Thành Hoàng Long. Trần Đình thì đang bố trí ở vị trí cánh phải sau khi mà Trần Phú vào sân. Như vậy khi mà cái tên Ngô Tuấn rời sân, lúc này Trần Phú đang chám vào vị trí trung vệ để giúp cho cái tên Trần Đình dâng cao. Sự thay đổi từ cách bố trí con người, sơ đồ chiến thuật đã được huấn luyện viên bên phía của Hồng đưa ra. Đầu chuyền vào không được. Đây là Cường Tài cơ. Rồi, pha tiếp bóng đầu tiên đến từ cái tên Hồng Gia Đi là không tốt. Tình huống chưa bóng vào, không được. Đứng cùng còn rất khỏe. Vũ Thổ đường chuyền hay, rất thoáng. Đây Đức Hùng, bóng ai? Đức Hùng ban bật lại theo bài mất rồi. Không phải là một tình huống cá nhân đến từ cái tên Đức Hùng, mà theo đó thì cái tên Đức Hùng đã thực hiện một pha bật theo bài dành cho vị trí của Cường Tài cơ. Trọng tài thay người. Ngõ khổng có sự thay người. Rời sân là Trần Linh, vào sân là sự xuất hiện đến từ cái tên Nguyễn Quân. Như vậy Nguyễn Quân vào sân, người sẽ thiếu ở vị trí tiền vệ lệch phải. Sút xa không được. Hùng ra đi, hãy nhớ rằng đây là một mặt sân đất đẹp, nó không giống với một mặt sân nhân tạo. Khi mà các thủ thiếu trên sân, mỗi tình huống mà cảm thấy tư thế thuận lợi hoàn toàn có thể đưa ra những pha dứt điểm thay vì những pha ban bật phối hợp. Khi mà có tình Nguyễn Quân vào sân, hàng công bên phía đội bóng áo đỏ cũng được coi là sự tác động không hề nhỏ. Đây rồi, Thành Đáp Phò đã cặp cùng với cái tên Thành Đáp Phò. Cặp bài trùng, Thành Đáp Phò cùng với Garachu đang xuất hiện trên sân. Cường Tài cơ! Tấm thẻ vàng được rút ra dành cho cầu thủ đeo số 15 là cái tên Trần Phú với một tình huống lỗi càn người không bóng. Một tình huống kéo người rất nộ điệu. Một tình huống mà cái kéo nhẹ của Trần Phú thôi. Nhưng rõ ràng sự tinh danh của Trần Phú không thể vượt qua đôi mắt đến từ trọng tài An Ngọc, vâng thưa quý vị, Hiếu Ngọc và Tâm Ca Ca.
Vũ Thủ đứng trước pha đá phạt này. Vũ Thủ và Vũ Phong, hai người em cùng trong một gia đình. Vũ Thủ không được, bóng không thể vượt qua hàng rào. Uống chè chắn đầy kinh nghiệm đến từ các thầy Vũ Hồng, nó khiến cho Thành Đá Phòn là người bị phạm lỗi. Và đội bóng nào giành được chiến thắng cặp tiếng hôm nay, họ sẽ đối đầu với Trần Xá ở vòng 2. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn bây giờ hãy tập trung vào những diễn biến diễn ra trên sân. Cường Tiger cùng với cái tên Trần Phú đang có rất nhiều lần đối đầu với nhau trong những pha tranh chấp. Lần này thì Cường Tiger đã phản đối với Trần Phú. Bình ơi, Bình, một phần hai thời gian hiệp đấu 2 đã trôi qua. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Trung Lạc. Ngọc Khổng sẽ phải thi đấu một cách chắc chiu những đội mà mình sở hữu. Họ cũng có các tình huống phản công đầy chất lượng uy tín, nhưng điều quan trọng nhất là khâu dứt điểm vẫn đang có vấn đề. Thành Đá Phò đã ghi bàn nhưng một bàn thôi là chưa đủ. Vũ Thủ, Nguyễn Quang, vẫn là Nguyễn Quang. Không có một ai cả. Đấy rồi, bóng ai? Nguyễn Quân, Thành Đa Phò. Vẫn là Nguyễn Quân, không được. Bóng nếu như khôn ngoan hơn thì có thể Nguyễn Quân hoàn toàn có thể kiếm về một pha đá phạt. Nhưng Nguyễn Quân đã cố gắng thực hiện một pha dứt điểm. Rất đáng tiếc. Đây rồi, Nguyễn Quân. Nguyễn Quân đầu chuyền. Nó lại không vừa đá băng vào đến từ cái tên Thành Đá Phò. Đường chuyền bị van sườn. Rất đáng tiếc. Trong những phút vừa qua thì đội bóng áo đỏ đã liên tục tạo ra những cơ hội. Hãy nhớ rằng trọng tài sẽ check những tình huống mà có penalty hay không penalty. Vâng, Thành Đá Phò yêu cầu va. Nhưng ngay cả nếu như trong tình huống rồi phạm lỗi thì đó là tình huống phạm lỗi ngoài vòng cấm địa. Không phải tình huống nào phạm lỗi chúng ta có thể check va được. Luật đề ra rồi, thẻ đỏ hoặc không thẻ đỏ, penalty hay không penalty, bàn thắng hay không bàn thắng mà thôi. Còn lại mọi quyết định đều do trọng tài đưa ra. Đường chuyền này, Đức Hùng. Đang ở Đức Hùng, không được. Rồi đã chạy bóng, đó là cái tên Ngô Hưng. Nhưng ngay tức thì cá nhân cầu này đã bị mất bóng. Rất đáng tiếc. Sau đó nó pha diệm dấu chân đến từ cái tên Cường Tiger. Bóng đi nhẹ, đúng vào vị trí mà Hoàng Long đã lựa chọn. Đá bóng thành công, không được. Trần Phú. Trần Phú là một trung vệ không giỏi các tình huống kiểm soát chạy bóng. Theo đó thì các trường hợp này là những tình huống phá bóng. Khả năng chơi chân đến từ cái tên Trần Phú đang là một dấu hỏi lớn. Vũ Phong. Vẫn là Vũ Phong. Vũ Phong đã cố gắng để thực hiện một pha bứt tốc vượt qua sức chi cản đến từ hậu vệ bị phía đỏ. Nhưng rõ ràng Phong cần phải chơi tỉnh táo hơn. Bóng biển. Nguyễn Quang, hai cú lạc không được. Cầu thủ đại số 88 đã thực hiện một pha chia bóng vào phía trong nhưng không thành công. Đây rồi, thoải cơ. Không à. Bất ngờ trong một tình huống phá bóng đến từ đội bóng Trung Lạc. Và nó vô tình tiếp chân của tên Thành Lát Phò, nhưng Thế Sơn đã kịp thời lôi ra. Bóng đập vào người của cái tên Nguyễn Quân. Thế Sơn đã rất chủ động. Và Thành Lát Phò dường như không thể dứt điểm. Khi mà Thế Sơn đã lao ra,
khiến cho pha tiếp vừa rồi là cận chân. Dường như không còn góc dứt điểm. Hùng Seri. Hùng Seri. Đây rồi, phản công thành Radford, Đây rồi, quân Geracho, Ôi, còn gì đâu. Không hiểu lý do vì sao thành Radford lại bỏ đỡ một cầu ngôi ra như vừa rồi. Anh đã vượt qua được thủ thành Thế Sơn. Nhưng đó là một tình huống sự nối của các tên thành Radford. Vũ Tổ, lại thế, không được. Vũ Thủ đã bị nướng được. Đấm bóng thành công. Đấy rồi, thành Radford, tốc độ kịp không? Không được. Lần này thì bóng nằm còn trong tay của thủ môn Thế Sơn. Đánh đầu tốt. Đáo sư tác động từ phía sau. Người bị phạm lỗi là cái tên Vũ Phong. Đá phạt nhanh. Đường căng ngang. Không được. Nguyễn Quang đã thực hiện một pha đá phạt nhanh. Gửi đến vị trí của tên Vũ Phong. Nhưng đáng tiếc rằng hôm nay thì Vũ Phong vẫn chưa có được một cảm giác tốt nhất. Nguyễn Quang rất trông trải. Nguyễn Quang vòng cường tài cơ cắt video đi, còn gì đâu. Ông mặt tiếc nuối đến từ cái tên cường tài cơ. Sự chuyển kiến tạo 10-10 của Nguyễn Quang, người chú cường tài cơ. Một pha nhập cột 2 thật sự là tuyệt vời. Chạy chỗ để 10 nhưng dứt điểm là con số 0 tròn chính. Cả chúng ta của Vĩnh Hồng đã có những cơ hội trong hiệp 2 này. Nhưng mà chỉ có duy nhất một lần cái tên cường tay cơ thành công mà thôi. Đá phạt nền dành cho Ngọc Hồng. Vũ Thủ. Đang là Vũ Thủ. Không được. Đối cùng cường tài cơ ban bàn đây. Nhưng ngay sau đó thì cái tên Đức Hùng đã không thể có một pha không cho bóng thuận lợi đưa vào vị trí dứt điểm. Thành Radford đang có những pha bóng rất nóng đẩy. Người bị đau như đó là cái tên Trần Phú. Trần Phú đã bị đau. Chúng ta cũng theo lại tình huống mà cường tay cơ diện đi ra ngoài. Rất đáng tiếc. Nếu như thành công, cách biệt sẽ nhân đôi. Ngoài sân không biết bên phía Ngọc Hồng còn một cầu thủ thi đấu vị trí trung vệ đích thực hay không. Khi mà lần lượt cái tên Trần Ninh đã phải rời sân. Còn đây là cái tên Trần Phú, người được lựa chọn để thay thế vị trí trung vệ. Quần To tiếp tục là người thực hiện phá đá phạt này. Quần To đưa chuyền vào, không được. Pha bật cao đến đầu đến từ cái tên Nguyễn Quân. Nhưng quá khó để thực hiện thành công. Cường tài cơ bước một tốt. Đây rồi, tài cơ không vào. Đó là những gì hay nhất mà cái tên Hoàng Linh, đúng là Hoàng Long thể hiện.
Một pha ra kịp thời để bắt bài. Phú Thủ sút ra. Lần này bóng chạm vào một cầu thủ đỏ đi ra ngoài. Phạm tường cực tốt đến từ cường tay cơ. Sau đó thì Phú Phòng có một cuộc đối mặt với thủ thành Hoàng Long. Dường như Hoàng Long đã được một ý đồ đến từ cái tên Vũ Thủ. Vâng, Phú Phòng thì đúng hơn. Vũ Thủ không được. Vũ Thủ đã bị sự áp sát đến từ cái tên của Hưng. Nó khiến cho con này không có một đường truyền ứng ý nhất để dành tặng cho người đồng đội phía trong. Nguyễn Quân. Trọng tài xịt bóng chạm tay. Đá phạt nhanh. Vũ Thủ qua người thành công. Hungary đang di chuyển. Vũ Thủ. Đấy rồi, Hungary không vào. Sau pha dứt điểm mà Cường Tiger làm không tốt thì dường như Hungary đã có sự mắc cảm với cái tên Cường Tiger. Không truyền giật bóng ai nơi mà cái tên Cường Tiger đã lựa chọn. Thay vào đó thì Hungary lại dứt điểm. Pha góc dành cho Trung Lạc. Hiệp một thì rõ ràng Ngọc Hồng chơi không tốt, nhưng họ có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ở trong hiệp thiếu thứ hai này, Ngọc Hồng họ đã chơi bằng cân đồng nặng, rất sòng phẳng trước đối phương. Những điều quan trọng nhất là không dứt điểm, làm điều họ chưa thể làm được. Những quân to thành đát phò, cuối cùng đã chưa thể đánh bại được cái tên Thế Sơn, thủ thành thứ 5 FC Trung Lạc, đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cường Tài Cơ tiếp tục thành đát phò. Đà thành đát phò. Bóng ai? Không được. Thành đát phò đã có một tình huống chần chừ đợi chờ đồng đội di chuyển để có nhiều hơn các nhân tố vệ tinh xung quanh. Có lẽ Nguyễn Quân cùng với cái tên Ngõ Hưng không thể kịp thời băng lên. Mỗi đội mùa giải này sẽ được phép quyền khiếu nại VAR một lần. Và bây giờ chúng ta sẽ xem và theo dõi tình huống làm chậm với tình huống kỹ thuật. Và chúng ta xem rằng sự tác động đến từ cái tên Trần Phú có đủ tác động, có đủ để thổi phạt hay không. Những tác động nào có. Penalty vẫn luôn là một câu chuyện nhạy cảm, ngay cả với bóng đá thế giới. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống làm chậm đến từ đội ngũ kỹ thuật. Anh muốn xem gì thì các em bắt cắt. Chúng ta đang rất hộp để đợi chờ quyết định cuối cùng của trọng tài. Penalty vẫn được câu chuyện đầy tranh cãi. Và sẽ đưa ra những quyết định cuối cùng ngay sau đây ít phút.
em ơi va gì ngoài vòng cấm, va cái gì, va có penalty đâu va. Anh xem lại quả đấy. Quả em xem ngoài vòng cấm đi, xem đây. Trong trong. Có phải tình huống penalty thì tôi vào cấm địa với tôi xem va. Như vậy trọng tài quyết định đưa ra là phạt penalty dành cho Ngọ Khổng. Một tình huống gồm người rất rõ ràng đến từ cái tên Trần Phú. Phóng mà Trần Phú đã ôm sóc lách Cường Tài Cơ. Như theo dõi tình huống kỹ làm chậm rồi thì Cường Tài Cơ là người chậm bóng trước. Sau đó Trần Phú đã đưa bóng đi ra ngoài. Vũ Thủ là người thực hiện phạt đá penalty này. Vũ Thủ rất chuẩn xác, tỷ số là 3-1 dành cho Trung Lạc. Và như vậy thì cái tên Vũ Thủ đã hoàn tất một cú đúp. Ba một rồi. Và xin mời ban chúc chúng ta cùng ra chỗ cabin bệnh viện ạ. Tiếp tục thôi. Vũ Thủ. Đó là Vũ Thủ. Sút xa không được. Lần này thì Thành Hoàng Long đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Để thua trận thiếu con này thì Ngọ Khổng vẫn còn cơ hội bước tiếp. Nếu như họ giành kết quả tốt trước Trần Xá. Hưng sẽ người thực hiện phá đất bên này. Ngọ Khổng sẽ phải thật sự cố gắng thi đấu những phút còn lại để mang về những số tốt hơn. Đây rồi, thời cơ. Nguyễn Quân không vào. Đường chuyền cuối cùng của Nguyễn Quân là không tốt dành cho người đồng đội Thành Rát Phỏ. Một cầu thủ bên phía bóng Trung Đảng đã bị đau. Đây cũng là phút thi đấu cuối cùng. Một tình huống hai cầu thủ áo xanh đã tự va chạm với nhau, dẫn tới một tình huống Ngọ Khổng hưởng lợi thế. Nhưng Nguyễn Quân đã không thể có được căng ngang thuận lợi dành cho người đồng đội của mình là Thành Đát Phò. Đường chuyền vào không được. Cường Tài Cơ. Cường Tài Cơ vẫn là Cường Tài Cơ. Nhưng đường chuyền cuối cùng của Cường Tài Cơ dành cho cái tên Đức Hùng là chưa hợp lý. 5 phút bù giờ. Anh ơi đấy giờ anh Ngọc ơi. Phút số 3 này 5 phút này nào. Tài hoa mắt bắt ba trận rồi ấy. Nguyễn Quang. Pha chấm vào của Nguyễn Quang không được. Và bây giờ nhiệm vụ của bóng Trung Lạc, họ cần phải vào toàn cách biệt. Nhưng trước khi nghĩa đó họ cần phải. Đây rồi, Nguyễn Quang. Vẫn là những người mà Ngọ Khổng sở hữu ngày hôm nay. Đội bóng này phải tự trách chính mình mà thôi. Từ Nguyễn Quân được Thành Đát Phò. Bỏ lỡ những cơ hội cực kỳ ngon ăn. Cơ hội Cường Tài Cơ. Bóng ai Vũ Thủ. Pha ra chân bóng hai vừa rồi Vũ Thủ đã không thử tiếp cho bóng đúng mục nhất.
Những duyên nợ đến từ Ngọ Khổng và Trung Lạc vẫn đang hiện hữu tại giải bóng đá Ngọ Phúc Open năm 2024. Vũ Phong. Vẫn là Vũ Phong. Vũ Phong đã có sự tự tin thái quá trong tình huống đi bóng của mình vừa rồi. Cường Tiger. Đường chuyền hay. Đấy rồi, Vũ Thủ sút xa không được. Bóng ai? Lần này thì cái tên Trần Phú đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Anh đã xuất hiện kịp thời. Ngày mai thì chúng ta chỉ mang tới là 8 cầu thủ mà thôi. Cộng thêm nửa cầu thủ nữa đó là Tiến Thành. Là 8,5 cầu thủ. Sẽ có pha đá phạt nền dành cho đội bóng áo đỏ. Thành đá phạt, Thành đá phạt không được. Rất bình tĩnh. Vũ Thủ. Pha có người thành công của Vũ Thủ. Cường Tài cơ. Vũ Thủ dứt điểm, tỷ số là 3-0 rồi. Cuối cùng thì Vũ Thủ đã có được bàn thắng thứ 3, hoàn tất cú hat-trick 4-1. Đây mới điều mà người ta muốn chứng kiến, những pha phối hợp ban bật đến từ đội bóng áo xanh. Ngọ Khổng sẽ phải tự trách chính mình, đặc biệt là Nguyễn Quân cùng với Thành Rát Phò, những người đã làm chưa tốt ở khâu cuối cùng là dứt điểm. Còn trận nữa cơ mà, lo gì. Ngọ Khổng vẫn còn trận chiến cuối cùng gặp Trần Xá, đại diện đến từ mảnh đất Yên Trung. Thế Sơn. Đây rồi, cơ hội không được. Thế Sơn đã nào ra rất nhanh và kịp thời. Dường như phút thi đấu cuối trận này, đội bóng Ngọ Khổng đã bị xuống sức. Rất nguy hiểm. Như vậy đúng lúc này tiếng còi trọng tài vang lên rồi, còi kết thúc trận thi đấu giữa Ngọ Khổng và Trung Lạc, tỷ số chung cuộc là 4-1. Còn đó cũng kết thúc vòng thi đấu đầu tiên. Ngọ Khổng tạm thời vượt lên vị trí nhất bảng H với 3 điểm có được, hệ số là dương 3. Tôi xin lỗi, Trung Lạc tạm thời vượt lên dẫn trước với 3 điểm có được sau chiến thắng trên. Và ngày mai chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn là 3 trận đấu thuộc các bảng B, C, D ở vòng thứ 2. Bộ thuật của chúng tôi xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.